bên bờ biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, hàng nghìn mét kè bảo vệ khu du lịch sinh thái Rạng Đông đã và đang bị sập, vỡ tan hoang. Tuy nhiên, trước diễn biến sự cố ngày càng nghiêm trọng, các ngành chức năng vẫn chưa có động thái xử lý khắc phục. Những hình ảnh bờ kè khu du lịch sinh thái Rạng Đông này như vừa trải qua một cơn bão lớn. Phần kè vỡ nát với chiều dài hàng nghìn mét, từng khối bê tông lớn bị bẻ vụn chất đống trôi sạt xuống chân kè. Vỉa hè và đường đi dọc theo kè cũng sập gãy đến sát chân rừng phi lao phòng hộ phía trong. Theo người dân địa phương, nguyên nhân của sự cố này có thể do hoạt động khai thác cát. Cái sạt lở này nó từ cái này cách đây khoảng 2 năm bắt đầu sạt. Khả năng là cát ở ngoài này khai thác cát nhiều quá. Bờ kè khu du lịch sinh thái Rạng Đông là công trình do Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hưng làm chủ đầu tư với tổng vốn trên 100 tỷ đồng, được hoàn thành năm 2014. Khoảng 2 năm nay, sự cố xuất hiện ban đầu chỉ là 1-2 điểm sạt lở nhỏ, nhưng ngày càng lan rộng và nghiêm trọng hơn. Người dân ở trong này làm thì đều là no cả, bởi vì là người thì có đầm ao cua rồi là tôm cá hoặc là vạn, rồi là người làm mầu ở đây. Thì đều là no, khi mỗi một lần thì mà nó động thì có thể nước nó đánh vượt qua những cái khu thấp này. Thì cuối năm thì cái mùa gió mùa đông bắc thì cái khu vực sinh thái dưới này của Nghĩa Hưng thì ảnh hưởng rất lớn trong cái việc mà thủy triều. Nước thủy triều nó ngập hết bãi luôn. Năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan dẫn đầu đoàn chuyên gia của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế, yêu cầu huyện Nghĩa Hưng lên phương án xử lý ngăn sạt lở lan rộng. Tuy nhiên từ đó đến nay, kè ngày một sạt vỡ nhiều hơn. Để tìm câu trả lời, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Trần Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hưng, nhưng ông Dương đều né tránh không trả lời. Trước nguy cơ biến mất cả công trình kè khu du lịch sinh thái Rạng Đông, các ngành chức năng của tỉnh Nam Định cần nhanh chóng vào cuộc để khắc phục sự cố, gìn giữ rừng phi lao phòng hộ và bảo đảm cuộc sống cho người dân ven biển huyện Nghĩa Hưng.